Con cá ta nè, nè coi nè bao lâu dính con cá. Một phút Rồi đã chú 30 giây Lê. nha. Đếm đây, đếm đến 90 giây là dính. Đó. Coi anh Duy để xuống bao lâu dính cá nha. Anh Long chơi kỳ quá, che màn hình hết trơn. Anh đi cầm luôn nè. Chết rồi, câu thiệt cái nó không ăn không? Ê, từ từ ăn. Ăn không? Ăn chưa, nó phải xuống đáy nó mới ăn. Xuống đáy chưa? Xuống rồi đó, cá nó lại nó hủi đó. Nó tan luôn rồi. Còn từ từ, 1 phút 30 giây rồi, mới có ba mấy giây rồi. Nãy giờ phút mấy rồi ông ơi? Đi nhanh vậy? Ừ. 52, 53 giây rồi đó. 1 phút 30 giây mới ăn. Rồi con nó bao nhiêu? 1 phút. Phút rồi ăn đi cá. Thằng Long ra mạnh quá, nó động nó chạy hết trơn. Trời, nó không có liên quan gì hết. Anh Long nặng giái quá. Đó. 11 đó. Giây. Thịt luôn. Dữ đâu. Đó luôn. Ồ. 1 phút 11 giây là ăn nha. 1 phút 30 giây. Ui con này bự nha. 1 phút 30 giây mới lên tới bờ, 20 giây rồi. 10 giây nữa. Ôi. Rồi lên tới luôn. Đồ, đúng luôn. 27 giây. 27 giây. Đã nói rồi, đưa anh bịch cám coi. Cái con cá y chang cái bịch cám luôn nào, khỏi cầm lại cho anh em coi nè. Y chang luôn, cá y chang luôn hả? Đó, thấy cái con cá thì bịch cám không? Y chang. Đây nè, nè cái đầu nhọn nè. Đó, cái bụng bự nè. Rồi cho anh Duy mượn bịch cám luôn đi. Nè, cái đuôi bung bung nè. Cái miệng cười nè. Đưa anh Duy mượn bịch cám luôn. Đi các bạn nha. Ủa, đi qua đấu với tầm lúc. Ừ, qua đấu với tầm lú đi. À, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Khoa lại tiếp tục đi bè. Và hôm nay là Khoa sẽ đi cái dịch vụ của anh Nhật Chinh nha mọi người. Lâu lắm rồi mới trở đây. Đây là dịch vụ của anh Nhật Chinh. Đó. Hôm nay hy vọng là sẽ trúng lớn đi, chứ hôm nay đi thất bại không à. Không có con gì để kéo á. Cái này hy vọng là có một vài con để kéo nha. Rồi lên đường nha mọi người. Là hôm nay đi là có anh Duy Fishing đó nha. Đó, anh Duy Fishing Sài Gòn về, Sài Gòn về xuống miền Tây đi tham quan chơi. Đây là anh Long, chiến hữu của anh Duy. Đó, anh em mình sẽ đi đi cái dịch vụ là đi ghe dịch vụ nha. Qua đây mọi người. Đó. Đi ghe dịch vụ là hôm nay mình sẽ đi bè ghe dịch vụ ngày 70, đêm 80. Đó, anh em nào câu tại bè thì đây, ngày 20, đêm 30. Ăn uống tự túc, bè có nấu ăn luôn. Giờ dứt nha. Đó, anh em mình sẽ lên ghe này để dứt. Rồi lên. Mau lên. Xong rồi. Trời ơi, giờ này còn thấy dây nữa không nội ơi. Vô thấy dây mới khoái quá. Khoái. Dây. Rồi giờ hai biết chừng nào xong. Xong rồi. Dây là dây mới, giờ hai chưa xài tương ba câu được heo bữa gì á. Hai nước là mình thay rồi. Bữa đi Thành Long đó. May là quýnh được mười mấy ký rồi. Rồi giờ thấy dây này cái đòi hai nữa. Ông nội ơi, dây mới về nè. Này là mình nói chung là mình cũng mới nhập về một vài cuộn để mình test thôi chứ chưa có mở bán nha anh em. Test mà ok mới bán. Đó, thì nói chung là hàng mình bán là cái nào mình bán là mình đã test, mình đã xài, nói chung là ok mình mới bán thôi. Còn mà chưa là mình không dám bán. Ở đây là cá mới. Đó, nay mình sẽ đi quánh nha. Cây cá mới luôn nha, có thêm một cái số cái phụ gia ma tí gì vô tổng cho nó nhẹ nhẹ chút xíu. Xì ke mới nhập rồi. Indo về nha mấy bạn nha. Rồi dứt nha. Thôi ghê không, về là tải nghiệm không nước rồi vô là quay chiếc ké liền. Thoải mái không? Đây thì bây giờ anh Duy đã bắt đầu ra cần. Đó, đánh cái cần, cái cần có chút xíu luôn, cái cần tiny nha. Cần này cần L đúng không? Bắn cung cây L. Tại ra bè phải chơi chì lớn nên mình phải xài cây L nha các bạn, mấy bạn nha. Câu cây L riết thì cây U L để ăn luôn. Đó, U L là đánh chỗ nào nước em tí. Nói chứ U L là câu tôm nha mọi người.
Câu tôm mà câu cá nào nhỏ chị bé bé. Đây, đây hiện tại giờ thì anh Long đang tạm tổng cái xô canh nước cũng được, bị nhão xé ăn bịch nữa châm thêm vô chạy luôn đó. Nhưng mình câu câu không hết nữa đổ xuống cho cá ăn luôn nha mấy bạn nha. Xả mồi, xả mồi cho cá về. Hết dẻo không? Dẻo mới được nghe. Kiểm tra rồi dẻo rồi. Tay ba tay anh Long là không có bóp cái gì hết á, nên bóp cám nha. Hết cám hả? Dạ. 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 Dạ để em coi có ai làm không, có làm thì em kêu nó làm em gửi ra cho. Dạ. Dạ. Alo. Lại nha anh em nha. Mới vừa thả xuống luôn. Bán từ bên cho anh. Bây giờ anh hỏi em cũng không nhớ nổi nữa. Anh hàng nha. Anh mày hả mày? Dạ có chừng cá nó đi đường xa đường khác á. Rớt luôn. Cái tội nhay nha, cái tội là không chịu kéo lên cứ để cho nó trùng lưỡi. Dạ dạ để em chết cái em báo anh liền. Để em chết coi có gọi coi có đi chung không. Sợ. Dạ tại sợ nhiều khi nó chia ra hai đơn á. Đóng nữa. Mày hả mày? Bà tụi bị ghê, đánh ghê. Đánh là gì vậy? Còn không ơi. Còn. Cá mạnh quá. Ôi trời ơi cái chì luôn kìa. Trời ơi bẻ anh ơi. Bẻ thay cân mới nha các bạn nha. Bẻ lấy cân mới. Biết sao mà mấy bạn mà hai bị bẻ khoen này không? Giống mình nó quay cho cố rồi cái bụp cái nó bẻ cái khoen đầu luôn. Trời đưa cá đây. Đó. Nói chung là cục chì nó chìm cái đáy là ăn cá nó ăn liền nha mấy bạn nha. Nãy giờ anh Duy nhường thôi chứ không câu được không? Giờ mới ăn đi. Mới ăn nè. Giờ Duy á. Rồi tiếp tục nha các bạn nha. Đi xin câu á. Câu ha đợi đủ cái lòng đó được nha. Tí nữa ra chợ mua cái thùng đá 40.000, mua thêm 10.000 đá nữa là về tới Sài Gòn là ok. Được không? Mở cho. Bỏ cá vô đi. Cứ nhắc tôi rồi. Bữa hôm làm cái thuyền xong á tính là mua mấy tải lưới cho ăn có lâu kìa. Bỏ luôn. Ghê, ghê ăn có gì đó kìa. Bạn Long lên cá nè ơi, nó ăn của mình luôn nè bạn nè. Mày y hay là mày kéo dây của anh vậy? Trời ơi trời. Tới giờ là bạn Long không chín nha, vậy chắc mình chín á. Giờ bạn Long quay cho mình đi. Anh gì là quá. Cá bự quá, cá bự quá. Ghê. Quay luôn nè các bạn nè. Ăn cái này nữa. Đang liên tục gặp đi cho bà con đó anh ơi. À, cá yeah, yeah. Của các bạn nha, cá cổ tay hết rồi đó. Em lên luôn nè. Dạ, con thổ địa cũng lên luôn rồi kìa. Em mình truyền tay lại luôn nè. Ăn 3 cần mà cuối cùng là món tâm với lại ê trời ơi. Pha nãy giờ thả cá rồi. Thả cá quá nha. Đây nha các bạn nha. Lựa mình phải lựa, mình lựa con cá nào bự mình bắt. Thì cây của bạn Long móm, 2 cây lên. Rồi cây của bằng Duy thì bị bằng Khoa là con nãy nhỏ thả, con này bự nhỏ bắt quá, thả nha. Con nào bằng cổ chân thì bắt, cổ tay từ từ tập trung vô đi đừng có nhìn cần. Thôi ra đi ngồi đi cho nó gần. Ừ ngồi nó thả cái này dễ. Đưa thông ngồi ở đây đi. Đó bằng Long đổi vị trí nha. Chỗ mình kéo cá nhiều quá mà. Nè cái này nó nè. Nó đó. Đưa thông kéo nó qua đây đi. Hello. Hai con đó. Kìa đây dính hả? Con ở dưới nhỏ mà con đây bự nè. Hai con dính nhau ơi. Ơi tào lao. Cuối cùng qua dính. Cuối cùng của anh này của trời ơi chạy luôn. Chưa. Thả nữa hả? Có anh gì dính luôn nè. Có không? Không dính luôn.
Rồi, chơi vậy không được rồi. Kiếm cái hồ về, kiếm cái hồ nó câu về mới được. Hả? Hello. Em chờ Dũng Anh. Giờ lúc rồi. Cá rồi nhưng mà em đang chờ. Chờ thêm con nữa. 600 anh. Hôm nay là mình đi mình đem theo cây lờ mình quên em. Dạ cần câu không anh ơi. Dạ. Dính luôn rồi. Dạ cứ chuyển tiền trước, không mày đặt cọc với em thì em giao à. Dạ nếu mà cọc thì em nhận cái cạc điện thoại 50.000 là xong, còn mà chuyển thì chuyển đủ. Alo. Dạ. Dạ sao anh? Chồng ơi, con vợ. Vợ anh để tính lợi chồng ơi. Để anh muốn cọc cạc gì anh cọc à? Quen quen rồi. Dạ dạ. Con cá luôn rồi. Rồi có gì cứ nhắn cho em. Ủa mình vướng gì ta? Cái gì? Ra đò thoát rồi, con cá luôn. Mình vướng gì về ta? Âm binh gì? Rồi cá bự rồi vậy. Cá bự vậy? Ồ. Anh Duy dính cá bự luôn. Ghê. Ồ dính cá mà có lương luôn không? Hay quá mình giật sao nó thoát nó rớt cái này ra luôn. Dính nguyên con lương chà bá luôn. Đấy nhá, rớt rồi. Anh phải mở cò anh bung cho dây nó ra một nhiều luôn. Anh nhấp nháp cục kỳ cho cục kỳ nó gỡ cái lưỡi ra. Rồi giờ để mình tháo nhom đưa bằng khoai. Rồi nhúng đi. Bóp cò lại nhúng. Kéo mút lên. Phải. Anh bung lên. Rồi anh hạ xuống. Này hả bưởi. Nó dài bún là dính này nha mọi người. Ghê ghê. Đây mình cho anh em coi nè. Câu nãy giờ nửa tiếng hồ. Đó. Anh em thấy ghê không? Bắn tươi vết gọn luôn. Cá khủng khiếp cá. Mệt quá. Ngày lông chờ được thở oxy. Ăn có gì nữa à? Ăn nữa à? Dạ ăn mà không em giật đâu à. Làm biến chứ. Khoa cầm giùm đi Khoa. Ông tâm thú, ông tâm lú cá ăn bỏ chạy luôn. Cứng quá, dây quá cứng luôn. Dây gì đâu, ai dây bà ai bán dây cứng vậy? Kéo không đứt luôn các bạn. Bán cái dây gì đâu kéo không đứt gì. Đây giờ bằng lông muốn rồi bằng lông kéo luôn. Chiêu chiêu vậy luôn à. Rồi con lấy dép nè. Đây. Đây. Chịu nữa đâu. Dây gì đâu cứng. Thì nó giãn dữ lắm. Ám hố cái dây mới đẹp quá vô giờ dính ngắt luôn. Ây cha. Được chưa? À, sướng quá. Kéo một con bò 101 kg luôn mới đứt các bạn. Rồi anh Duy bắt cá đi anh Duy ơi. Có chưa? Có rồi. Bắt đi anh. Đợi nó đứng qua. Bằng lông bằng đạp đạp thôi chứ. Đâu có, cá đó. Có không ta? Đó, à, giờ phải cá mới có nè. Bây giờ mới có nè. Lấy đồ này thôi. Ủa, sao dướng luôn rồi. Rồi dướng của anh Long luôn rồi. Dướng con kia nữa rồi. Dướng cái đũa lông nãy rồi. Thôi đừng sao. Dướng ngát luôn. Này càng nè. Càng anh em thấy không? Thôi càng nè. Thả chưa đó. Đó, đó. Nè mới uống nước cái nước quốc nữa nè các bạn nè. Mất cần uống tâm lưu. Kệ nó đi.
Ủa, hai con hay gì mà nặng dữ vậy? À, một con bập bập xinh xinh nha các bạn nha. Đây, hôm nay là bạn Khoa gỡ cá đắm đuối rồi. Hôm nay là show diễn của anh Duy. Mọi chuyện cứ để anh Duy lo. Để cho anh Duy ngồi là anh Duy nhường không ạ? Không? Đó, bắt đầu đó, bắt đầu đó. Cá ăn, cá ăn mà ông không thèm, ông thèm bắt, ông đi ông đứng ông bơi phin. Rồi ghê ghê. Hai con. Không, con cỡ nãy á. Dạ. Yeah. Trời ơi, con này bự không? Ghê. Yeah. Một phút 30 giây nữa nha các bạn. Cứ đều phút 30 giây đi thì 10 phút 13 phút. 13 phút 10 con. Khoảng 10 con. Mình câu trong 130 phút đó là khoảng 100 con á. Rồi. Nếu như mình câu liên tục á, mình không quay phim quay ảnh gì đó. Đó, bây giờ câu cá là phải ôm cần không nha mọi người. Cái kiểu mà cắm cần là làm không kịp. Ôm cần tay nó ăn giật mới dính chứ không hồi cắm là nó nhịp nhịp cái nó nhả. Cá khùng quá. Nãy giờ ngồi nhìn mà muốn cắm đầu luôn á. Mổ hoài luôn, bộp 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 hoài. Làm con coi coi. Hai tháng nữa giật nha anh em nha. Cái chuyện dướng luôn. Ngồi ngồi. Không giật để lâu quá dướng nha. Cái gì nữa? Cá trời ơi, trời ơi, cá ăn rồi chưa? Là 4 5 phát liền. Ơ, cá bự câu cần bự, cá nhỏ câu cần nhỏ chứ. Cá nhỏ hết cần bự câu ra không cảm giác. Hết mồi rồi, bây giờ quay lên làm lại đúng 30 giây bắt cá tiếp nha. Ừ, là đây. Có luôn. Dính luôn cái gì không? Có luôn cái gì vậy? Dính cá luôn. Dính cá không biết luôn. Cá không biết luôn, cực cực nãy giờ. Chạy luôn. Ô. Ôi mập nha, cho mà ốm không? Cá dính không biết thôi ngồi. Thôi từ từ bạn. Rồi nào xuống. Đó. Cá hình. Dây cỡ số 6 này bán rẻ nè, bán cái mấy 4.000 là bán 50.000. Cái giá vừa ha. Rồi hết cái dây kia đi rồi quăng cái dây này ra là vừa. Rồi thả cá luôn nha mấy bạn. Đưa tay cho coi kìa. Thôi giờ về nha mọi người, mưa tới rồi, chuyển đèn nữa nè. Đó. Không, chuyển sao, chuyển sao đây đây. Đây anh em thấy chuyển sao không, đen phù lùi luôn. Đó. Đi quái tới chạy. Và cá đây, cá đây. Cá này của ba anh em câu nè. Chứ không phà là không có câu, người phà ngồi chơi thôi nha. Dạ luôn. Còn không bung miệng ra giùm cái anh Long. Ờ. Ông nội ơi nè. Đó. Chưa chở cho bên hả, để tới đường này thôi. Tại có mọi người chở chắc cũng 7-8 kg rồi chứ không chơi đâu. Còn ông Tâm thì vậy nè, y như gái cá tầm cái giờ khóc miếu máu luôn, khóc nè đi lên. Không khóc, chút không có điện thoại mét con vợ nha. Chết luôn. Tay bị lạc quấn quậy máu không mày. Ờ chết rồi, cá nó quẹt như cái tay bị quấn máu quậy. Dạ anh em ơi, và trên đường về thì có một số anh em ở đi chung chuyến đi về luôn. Lúc đi thì không gặp nhưng lúc về gặp quá trời. Đó. Dạ anh em mình rút về nha mọi người. Chuyến đi hôm nay là